tập và đặc biệt Vũ Hà không chưa hát với ban nhạc lần nào, và đặc biệt là Vũ Hà tập để cho ban nhạc quen chứ không phải là Vũ Hà tập? Có nghĩa là Vũ Hà lúc đầu ở miền ra hát cũng hay rồi, nhưng mà tập với ban nhạc thì có chung lớp với nhau. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. À, anh Vũ Hà ơi, anh có nhớ là anh gắn bó với chị Cát Tường được bao nhiêu năm không? Làm bạn với nhau được bao nhiêu năm? Và không biết là chị Cát Tường trước đây là một người em gái như thế nào? Biết giống bây giờ không? Hay là khác ngày xưa? Hay anh biết cả anh của mình? Ồ, phải là khoảng gần 25 năm. Đúng 25 năm luôn? Đúng rồi. Thì cái thời mà đó là Cát Tường rất là quỳ mỹ, rất là hiền. Thì lúc đó anh có thể nhớ là tóc của Cát Tường là chạy tới đích. Cảm ơn. Dạ, cho ba luôn. Xin lỗi, đang quay. Cắt bỏ lại. Dạ. Dài ngang thông. Dạ. Rất hiền. Và có nghĩa là nhìn rất là hiền, mà hồi đấy là các mình rất là nhiều, rất là nhiều người thích. Dạ. Và đặc biệt là các nhạc sĩ thì hay châm chước cho các từng đẹp lắm. Dạ. Đẹp thiệt luôn. Mà hồi đấy là một đứa con gái rất dài và đúng là ngang hông và đi hát, mà hát những bài hát rất là quậy thì không thể cái hình tượng rất là hiếm, nhưng là đặc sổ lắm. Anh ơi, cho em hỏi một câu, đó là ngày xưa thì Tường chỉ đẹp như vậy thì chỉ chắc nhiều người đàn ông theo đuổi, và anh là người đã theo dõi chị trong suốt cái cuộc hành trình phát triển của chị, thì hôm nay với cái nét đẹp mặn mà như vậy thì theo anh, theo thời gian tuổi đời của chị, ngày tuổi nghề của chị, trong cái show này anh mong đợi chị sẽ bật mí cái điều gì ở trong cái câu chuyện của chị với 24 năm tuổi nghề và 42 năm tuổi đời? Trong cái live show này hả? Dạ. Chắc anh nghĩ là sẽ có một người đàn ông đứng sau lưng trong cái live show này và nữa đồ cái máy nữa mà nữa anh đồ ví dụ trong điện thoại mà làm nhớ là bán nhà rồi mà bán đất rồi đúng không? Điện tích bán đất có tiền làm rồi, cần gì phải có người đàn ông? Đâu đúng không, anh nhớ là anh có đọc báo em thấy là để duy trì cho cái đoàn trình của em thì anh phải bán hết miếng đất rồi. Và bây giờ làm một cái live show này thì bảo đảm sẽ phải có người đàn ông rồi. Em xin đính chính với chị Tường không phải bán cái gì nữa, tại vì chị Tường là chủ nhiều doanh nghiệp livestream bán mỹ phẩm. Dạ, bây giờ bán sữa hộp chứa rất nhiều thứ, cho nên là bây giờ bán anh ơi trái của anh biết nó là da sẵn hầm, chị Tường còn rất nhiều bị nổi nữa. Được rồi. Cho nên là cái hôm nay livestream chỉ là một phần trong cái những thứ mà chị chút nữa anh thấy danh sách là cảm ơn nhà tài trợ là biết nha. Cái nhà tài trợ này anh biết khủng khiếp nó như thế nào, có nghĩa là nó nhiều lắm. Dạ, rồi bây giờ thì trước khi mà bắt đầu livestream anh có muốn gửi lời chúc nào cho chị Tường vào cái livestream này không? Thì Vũ Hà sẽ chúc cho em này sẽ có một buổi live show thật thành công, và đặc biệt là nhiều quý vị khán giả sẽ mua sữa ăn chúa của em. Dạ, cảm ơn. Phần dưới mình cho cái phần dễ thương của Vũ Hà. Dạ, rồi em chúc quý vị chúc mừng.